70% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm là một trong những mục tiêu đặt ra của đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025. Vì vậy, thời gian qua, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Các cấp hội trong tỉnh phối hợp với các trung tâm y tế khám tư vấn sức khỏe định kỳ cho hội viên từ 60 tuổi trở lên. Cụ thể, duy trì việc kiểm tra sức khỏe cho thành viên như kiểm tra huyết áp, cân nặng định kỳ 1 tháng một lần. Phối hợp với đội ngũ cán bộ y tế của trạm y tế xã phường thực hiện tư vấn sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các thành viên. Trong đó có khám mắt cho người cao tuổi. 100% thành viên câu lạc bộ có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định. Một trong những đơn vị sâu sát hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, phòng khám khu vực các xã thị trấn, tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi trên toàn địa bàn huyện. Vui mừng phấn khởi khi được khám sức khỏe định kỳ ngay tại trạm y tế địa phương mà không cần đi xa là tâm trạng chung của nhiều người cao tuổi khi được khám sức khỏe. 82 tuổi đi khám này thì bà vui, nhưng mà bà từ 20 năm nay bà không khám cho nên bà không biết cái gì bệnh tình cái gì cả. Hôm nay khám thì nghe bảo là huyết áp hơi cao, cái này cảm thấy là mừng phấn khởi. Tôi đang bị mắc cái bệnh tiểu đường huyết áp thoái hóa cột sống, đau nhức quá nhức. Rồi ngày nay nghe nói có chương trình y tế cộng đồng tôi đến khám cũng có lợi với cộng đồng chứ đâu có gì hại đâu. Tổ chức nhà nước làm được thì tốt quá. Bữa nay được nhà nước khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho tuổi già thì rất là mừng và cũng được an ủi rất là nhiều, mừng lắm, cả đêm cứ trong sáng đi thôi. Cảm ơn nhà nước rất là nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Sau khi thăm khám cho người cao tuổi, các y bác sĩ sẽ cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe thường xuyên cho người cao tuổi tại trạm y tế địa phương. Các y bác sĩ cũng kết hợp tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, cũng như tư vấn đi điều trị ở tuyến trên đối với một số trường hợp bệnh nặng. Theo kế hoạch, thời gian tới, các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Long Điền sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế thị trấn Đông Hải khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn thị trấn. Huyện Long Điền phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ hoàn tất việc khám sức khỏe định kỳ cho hơn 17.300 người cao tuổi trên địa bàn huyện. Chương trình khám sức khỏe người cao tuổi năm 2024 cũng được triển khai tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, thực hiện từ đầu tháng 3 ở 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng. Năm nay, các cô bác cao tuổi được khám theo chương trình. Các bác sĩ còn chỉ định thực hiện cận lâm sàng như siêu âm, đo điện tim với những trường hợp cần thiết. Vì vậy, người cao tuổi rất yên tâm, phấn khởi. Thường xuyên mà được cấp trên mà coi như vậy là tổ chức để khám cho người cao tuổi như này là rất có lợi ích chứ. Để kiểm tra được cái sức khỏe cho bà con trong cái lúc cao tuổi này là có những cái bệnh gì nó có thể phát sinh ra. Thì để là cho bà con là coi như là điều trị sớm được đi là tốt nhất. Hàng năm mà được tổ chức như những người như cô được đi khám bệnh rồi thì rất là lợi ích. Thứ nhất là để mình phát hiện ra trong người mình có những cái bệnh gì để mình chữa. Thứ hai nữa, nếu mà mình bệnh thì cũng trung tâm y tế cũng quan tâm tới thuốc thay cho mình. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp cho người cao tuổi biết được thực trạng sức khỏe của mình, từ đó chú ý hơn trong việc tập luyện, cải thiện chế độ ăn uống và điều trị bệnh. Thông qua kết quả thăm khám sức khỏe, con cháu có thể tìm ra phương án tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho ông bà cha mẹ. Điều này giúp cho gia đình yên tâm hơn về sức khỏe của người thân. Sau khi mà khám 2 ngày cho dành với người cao tuổi thì mọi người thường thì đa số mắc những bệnh như là đái tháo đường và mỡ máu. Và những phối tuyết còn lại thì họ cũng mắc những bệnh mà về dạ, là thoái hóa khớp gối rồi đau lưng và đau thần kinh tọa. Sau khi mà khám rồi mình sẽ tư vấn mọi người về nhà phải điều chỉnh chế độ ăn như là giảm mặn, muối, đường
và tập thể dục vận động nhẹ thường ngày từ 15 đến 30 phút để mình giảm các để cơ thể nó được giãn gân cốt và nó giảm các triệu chứng của bệnh tim mạch. Mình còn phải dặn họ là mọi người là phải đi tái khám định kỳ để lấy thuốc tái khám để biết được những cái bệnh mà cơ thể bản mình chưa có phát hiện được. Trung tâm y tế đã có những giải pháp. Thứ nhất ấy là khi mà lập kế hoạch của mà thành lập một công tác khám của người cao tuổi năm 2024 ấy, là chúng ta phải chủ yếu công tác là tuyên truyền. Với là năm nay chúng tôi tăng cường rất là nhiều về công tác về thứ nhất là về cận lâm sàng như là siêu âm hoặc là đo điện tim hoặc là đo đường huyết ở tại, đồng thời cho một cuộn số thuốc mà cấp có thể là cho bệnh nhân. Hiện tại chương trình khám sức khỏe người cao tuổi cũng được triển khai tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, chiến lược quốc gia bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.